Xin chào quý cô chú và anh chị đang theo dõi kênh mua bán xe đã qua sử dụng của Salon ô tô Tùng Bách Thái Nguyên, có địa chỉ duy nhất tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Dạ vâng, cứ đúng 18:45 hàng ngày, khoảng tầm 6:45 tối quý anh chị ạ. Em Huyền sẽ lên video đều đặn mỗi ngày để báo cáo tình hình xe cộ tại Salon ô tô Tùng Bách cho anh chị tiện theo dõi nha. Hôm nay thì nhà em cũng về được đôi xe đấy, nhưng mà lại đang trên đường về, có khi phải đến tầm 8-9 giờ tối mới về tới đây. Nên em sẽ quay báo giá trong ngày hôm nay để cho anh chị có thể cập nhật những cái xe mà đang còn. Sáng ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn, em Huyền đã được nhận cọc của hai anh trai, một chiếc Toyota Rút màu trắng đời 2020 của một anh ở trong Thanh Hóa, và một chiếc Toyota Rút đời 2021 cũng màu trắng nhưng của anh trai Cao Bằng. Các anh thì cứ xem qua video, sau đấy thì tin tưởng, yêu thương gọi điện cho em Huyền, cho Tùng Bách Thái Nguyên theo số điện thoại ghim dưới màn hình đặt cọc chốt xe thôi. Xe nhà em thì luôn luôn đảm bảo về vấn đề chất lượng nên anh chị cứ yên tâm mạnh dạn đặt cọc, tại vì chắc chắn rằng khi đến đây anh chị sẽ không thể chê được một điểm gì về chất lượng xe cũng như là vấn đề pháp lý của Tùng Bách Thái Nguyên đâu ạ. Và sẽ không để anh chị chờ lâu nữa, tí nữa thì em lại nói ngọng. Em Huyền sẽ đi vào báo giá chi tiết những chiếc xe đang có sẵn tại Tùng Bách để anh chị tiện theo dõi nha. Hôm nay thì em sẽ bắt đầu ở phía bên này trước, thay đổi không gian một chút xíu để cho anh chị nhìn đỡ nhàm chán. Ở bên này thì em đang có rất là nhiều những chiếc xe thuộc phân khúc hạng A và hạng B. Đầu tiên hạng A thì phải kể đến chiếc Kia Morning này, sản xuất năm 2022, đây là phiên bản luxury cao cấp nhất. Từ 2020 thì người ta gọi là luxury chứ không gọi là S hay SI nữa đâu ạ. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh chưa đến 1 vạn km, được chào bán với mức giá 340 triệu đồng. Trang bị máy 1.2, đương nhiên đây là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng A, vô cùng nhỏ gọn, thuận tiện đi vào những cung đường bé hoặc đi đường phố, nó rất là cơ động. Kèm theo đấy thì xe cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, đồ đoàn thì siêu rẻ. Đây là chiếc xe mà rất là nhiều bác lựa chọn mua tặng vợ, tặng mẹ, hoặc đơn giản là những chiếc xe đầu tiên của mình để đi cho quen xe, sau đấy thì mới bắt đầu nâng cấp lên những cái sản phẩm gọi là to hơn, rộng hơn để đi, đúng không ạ? Kia Morning quý anh chị nha. Dưới đây thì em có một chiếc xe cực kỳ thích hợp cho những cung đường phố, và đặc biệt dáng xe thì mua cho vợ đi phải gọi trên cả tuyệt vời. Suzuki Swift, sản xuất năm 2019, đi 4 vạn km hơn thôi ạ. Xe thì cực kỳ đẹp, được cam kết đảm bảo cho quý anh chị, từ máy số, động cơ, keo chỉ đều zin 100% nhà sản xuất. Đăng kiểm thì còn đến tận tháng 1 năm 2024. Thế là tính ra còn khoảng 3-4 tháng nữa thôi. Và chiếc xe này em sẽ bán cho quý anh chị với mức giá là 430 triệu đồng. Trong tình trạng xe thì khá biến động trên thị trường hiện nay, nhưng Suzuki Swift thì em thấy rất là giữ giá. Tầm khoảng đầu năm hoặc là cuối năm ngoái cũng với 2019 cũng loanh quanh giá này, và năm nay cũng vậy, nó không có sự biến động giá nhiều như những dòng xe khác. Nên chiếc xe này chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt, vì vừa tiết kiệm nhiên liệu này, vừa nhỏ nhắn xinh xắn đẹp, kèm theo đấy là giữ giá cũng quá là ok, đúng không ạ? 430 triệu đồng nha. Dưới này thì em đang có một chiếc Focus. Chắc là sáng nay ai phủi bụi xe nên là vẫn còn để ở đây. Đây là chiếc Focus Trend, một chiếc xe trang bị máy 1.5 thôi, một thương hiệu đến từ Mỹ, Focus mà, Ford Focus. Xe Mỹ thì có một ưu điểm đấy là từ thân vỏ này cho đến khung gầm đều vô cùng là chắc chắn. Hiện tại em đang khóa nên khi mà các bác sử dụng ấy thì một là tiếng đóng cửa rất là êm, hai là khi mình sử dụng ấy cảm thấy rất là đầm và chắc xe, đặc biệt là đi qua những nơi ổ voi ở gà thì các bác mới thấy giá trị. Kèm theo đấy thì độ an toàn cũng rất là cao. Và chiếc xe này thì em sẽ chào bán cho quý anh chị với mức giá 425 triệu đồng. Focus Trend đời 2019, lăn bánh 5 vạn km, đăng kiểm thì còn đến tận tháng 6 2025, rất là dài luôn ạ. Bên đây là một chiếc xe số sàn. Một chiếc xe số sàn thuộc phân khúc hạng C, chắc chắn là nhiều bác tìm đúng không ạ? Kia Cerato đời 2018, loanh quanh 6.800.000 km. Đặc biệt hạng C thì hơn hạng B cũng khá là nhiều. Ví dụ như là không gian sử dụng dài rộng hơn này, những tiêu chí an toàn hơn, và đặc biệt là cũng nhiều option hơn. Kia Cerato thì cũng đã được khẳng định về chất liệu cũng như là chất lượng cũng như là thương hiệu tại Việt Nam rồi đúng không ạ? Và chiếc xe Kia Cerato 1.6 MT đời 2018
2018 này, nhà Tùng Bách Thái Nguyên chào bán với mức giá 365 triệu đồng. Năm nay thì giá xe quá là rẻ. Nếu như mà đang tìm trong tài chính tầm hơn 300 thì các bác cũng đừng bỏ qua mẫu Kia Cerato nha. Còn nếu như mà bác nào thích những chiếc xe của châu Âu thì đây Tùng Bách cũng có luôn. Peugeot 2008 2015 nhập khẩu nguyên chiếc từ Pháp. Với cái thương hiệu xe Peugeot và đến từ Pháp này thì có một điều đầu tiên phải khẳng định, đấy là thiết kế vô cùng là thanh lịch cũng như là sang trọng. Xe này thì mua mới nó rơi vào hơn 900 triệu đồng, cũng gần 1 tỷ. Nhưng mà bây giờ thì giá bán hợp lý chỉ có 365 triệu đồng. Đã qua 8 năm sử dụng nhưng chiếc Peugeot này của em thì mới lăn bánh có 3 vạn km thôi. Nội thất bên trong cực kỳ đẹp. Với những tiêu chí an toàn, đặc biệt là phần thân vỏ và khung gầm đạt tiêu chí chuẩn châu Âu, nên khi sử dụng chiếc xe này các bác có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe. Nói chung là xe Peugeot thì không có gì phải chê trách hay là phải lăn tăn về chất lượng nữa đâu ạ. 365 triệu đồng quý anh chị sẽ sở hữu ngay mẫu Peugeot 2008 đời 2015 lăn bánh có 3 vạn km thôi nha. Mặc dù bỏ số tiền của một chiếc xe đời 2015 nhưng đi ít như vậy thì các bác sẽ được sở hữu chất lượng giống như những chiếc xe đời cao 2020-2021 vậy ạ. Dưới này thì em đang có một chiếc xe rất là phổ biến, rất là thông dụng ở Việt Nam. Đi gia đình cũng quá là ok, mà đi dịch vụ thì chắc không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Tại vì ăn uống rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là chiếc Toyota Vios số sàn đời 2023, đầy cao chưa? Sẽ không có đời xe nào cao hơn nữa tính đến thời điểm này đâu ạ, vì năm nay mới 2023 mà. Xe thì lăn bánh có 3 vạn km và cam kết km chuẩn zin cực kỳ đẹp. Từ nước sơn này rất cho đến tất cả những chi tiết trên xe rất là ngay ngắn, rất là tươi xe. Và chiếc xe này thì em chào bán cho mình với mức giá là 420 triệu đồng nha. Nếu như các bác mà yêu thích chiếc Vios E số sàn để về phục vụ cho gia đình và công việc thì đừng bỏ qua sản phẩm này của Tùng Bách Thái Nguyên, vì xe quá là đẹp và chất lượng ạ. Mời quý anh chị sang bên này, em đang có rất là nhiều những cái mẫu xe khác. Ví dụ như đây, ấy, anh chị nhìn thấy ngay nha, đây là một màu đỏ tươi của chiếc xăng rong Tivoli. Phiên bản này to hơn, rộng hơn so với những chiếc xăng rong mà ngày trước em hay bán. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, xe nội địa Hàn đấy. Hiện tại thì đang hơi hở cái hàm này ra để em cho xuống. Tại vì vừa nãy là cho lên, sau đấy là kiểu như là để tháo ắc quy ấy. Đấy, quý anh chị xem đi, màu đỏ tươi cực kỳ là đẹp này, trang bị 8 túi khí an toàn và với giá bán chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Lý do duy nhất mà khiến chiếc xe này giá gọi là hợp lý như vậy tại vì là không có nhiều ở thị trường Việt Nam. Đơn giản thôi vì đây là xe nội địa Hàn mà. Nhưng nếu như bác nào biết chất xe, biết về xe này rồi thì em nghĩ rằng các bác sẽ xuống đơn, chốt ngay, xuống tiền để chốt đơn này ngay. Tại vì là đi rất là thích luôn. Đây, em quay qua nội thất cho các bác xem nhé. Xe thì sản xuất năm 2017, nhô 400 triệu đồng là em đã bán ra chiếc xe này rồi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ là chất lượng luôn. Rộng rãi, thoải mái, màu đỏ thì rất là nổi bật rồi đúng không ạ? Ui, cái cốp đằng sau á rộng lắm luôn ý. Đây này, cốp đằng sau cực kỳ là rộng luôn. Hơn 400 triệu đồng nha. Nếu anh chị nào thích xe nội địa Hàn thì nhớ nhấc máy gọi điện cho em Huyền Tùng Bách Thái Nguyên theo số điện thoại ghim dưới màn hình để em tư vấn cho các anh chị kỹ hơn về hình ảnh xe cũng như là vấn đề pháp lý ạ. Dưới đây thì em đang có một chiếc xe mà năm nay điên đảo thị trường luôn. Mazda CX-5 đời 2020 phiên bản Luxury. Từ 2020 trở đi thì người ta đã bỏ máy 2.5 và toàn bộ đã sử dụng 2.0 rồi, tiết kiệm nhiên liệu hơn đúng không ạ? Đây chuẩn là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, không còn là crossover đô thị nữa. Nên cái không gian sử dụng bên trong thì vô cùng rộng rãi. Xe lăn bánh 5 vạn 7.000 km, đây là màu ghi xám của anh chị ạ. Xe thì cực kỳ đẹp, zin, chất. Vừa mới về hôm kia, cách đây khoảng tầm 2-3 hôm thôi, thì em Huyền có lên video xe mộc chiếc này rồi. Còn hiện tại thì gần như hôm đấy em quay em nhớ mà, gần như không có xước sát nên là dọn chỉ có đánh bóng qua, sau đấy dọn nội thất thôi. Lên xe đã sẵn tại Tùng Bách Thái Nguyên, nếu anh chị đến chốt đơn là có thể mang xe về luôn, không cần phải chờ đợi gì đâu nha. Và chiếc xe X5 đời 2020 bản Luxury lăn bánh hơn 5 vạn km này với cái hạn đăng kiểm là còn đến tận tháng 5 2025. Em Huyền chào bán với mức giá 680 triệu đồng. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn đấy ạ. Biển này là hình như là biển 88 Vĩnh Phúc, để em xem. À sorry các bác, nhầm, con màu đỏ đời 2018 mà hôm qua em quay mà bây giờ đang dọn nội thất ấy thì con đấy mới biển 88, còn chiếc xe này là biển 51 Sài Gòn nha. Một chiếc xe 7 chỗ nữa này.
Ôi ôi, xe này thì cũng phải gọi là trên cả tuyệt vời. Tại vì thương hiệu Chevrolet thì ở Việt Nam ấy, hiện tại là VinFast đang mua lại Chevrolet rồi. Một chiếc xe đến từ Mỹ, 7 chỗ ngồi, phiên bản LTZ là bản cao cấp nhất, Chevrolet Captiva, sản xuất năm 2018, 68.000 km, 7 chỗ ngồi nhá, cực kỳ là rộng rãi. Thân vỏ rất là dày, khung gầm rất là chắc chắn. Tại vì xe Mỹ thì đấy là điều không thể phủ nhận rồi. Gần như là nhất ở trên thị trường về vấn đề an toàn cũng như là thân vỏ và khung gầm. Chiếc xe này mặc dù là 7 chỗ ngồi và đời cũng cao, nhưng mà giá bán thì lại cực kỳ hợp lý, 465 triệu đồng. Theo em nghĩ nếu như bác nào mà mua để phục vụ gia đình mình ấy, mình tính đến cái độ an toàn cũng như là tính đến cái những cái gì mà xe mang lại đến cho gia đình mình nhiều hơn là vấn đề xăng cộ, thì các bác hãy lựa chọn ngay Captiva. Tại vì đi xe thì cực kỳ là đầm. Các bác ạ, ngồi trong xe cảm thấy mới thấy được cái giá trị của xe này. Captiva LTZ 2018 nhá. Màu trắng thì cũng là màu trung tính, rất là dễ sử dụng đúng không ạ? À, dưới đây thì em đang có một vài cái mẫu xe 7 chỗ để các bác lựa chọn. Màu trắng 2023 Kia Carens. Xe này thì đi 3 vạn km, em bán 640 triệu đồng. Đây là một mẫu xe 7 chỗ đến từ thương hiệu Kia. Phiên bản của nhà Tùng Bách Thái Nguyên là 1.5 Luxury, có một bản thấp hơn nữa. Bản này là bản cao hơn rồi. Và chiếc xe này thì cũng được cam kết zin, khẳng định luôn là km chuẩn. Nếu như sai một cây, tặng xe cho các bác luôn nhá. Tại vì thực ra là hôm trước ấy, có một bác bảo em là không biết là km có chuẩn không. Tất cả với những xe nhà Tùng Bách Thái Nguyên bán ra, khi mà chúng em đã đưa ra với các bác rằng cam kết chiếc xe này là km chuẩn, thì các bác cứ hãy yên tâm, các bác check ở đâu cũng được, check hãng, check thợ, kiểm tra thoải mái. Nhà em đã cam kết chuẩn là chuẩn, chỉ nói một lời thôi, nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha. 7 chỗ ngồi thuộc thương hiệu Kia, xe Hàn, thiết kế thì nhìn nó đẹp hơn, phù hợp với lại thẩm mỹ của người Việt Nam hơn. 640 triệu đồng Kia Carens 2023. Chiếc xe này thì em Huyền xin phép bỏ qua nha. Tại vì Suzuki XL7 này thì đã có chủ, nhưng mà vì trên kho nhà em ý, thì trên đấy có khoảng tầm gần 500m thôi. Hiện tại là chật kín những chiếc xe mà các bác đặt rồi. Mấy hôm nay bán nhiều quá nên là hết chỗ để, nên vẫn cứ để tạm em này ở đây. Chiếc bán tải gọi là hàng độc tại Salon ô tô Tùng Bách, tại vì bây giờ chỉ có một mình em nói là bán tải thôi. Đây là Ford Ranger XLS số tự động một cầu, sản xuất năm 2021, đời rất là cao đúng không ạ? Xe bán tải nhưng mà là xe đi gia đình thôi, lăn bánh có 28.000 km, lốp thì zin theo xe, bề mặt lốp rất là dày. Đặc biệt phần khung gầm vô cùng chắc chắn, không han mục mối mọt, không gì xét. Với giá chào bán của Salon ô tô Tùng Bách Thái Nguyên 550 triệu đồng, bao rút hồ sơ gốc cho các bác luôn ạ. Đây, rút, nếu như bác nào thích rút thì em chỉ còn duy nhất con này thôi nha. Chỉ còn duy nhất xe này thôi nha. Nhanh tay chốt đơn. Tại vì 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Toyota, một thương hiệu xe quá lớn tại Việt Nam và thế giới rồi. Kèm theo đấy, 7 chỗ nhưng mà máy 1.5 tiết kiệm nhiên liệu, lại sử dụng hệ dẫn động cầu sau, khỏe khi các bác ngồi phun tải hoặc cần neo dốc đúng không ạ? Đời 2021, lăn bánh có 28.000 km, với mức giá chào bán 540 triệu đồng nha. Đấy, bây giờ em mời các bác sang đây, em đang có hai chiếc xe 7 chỗ nữa thuộc hai thương hiệu khác nhau nhưng đều đến từ Nhật. Đầu tiên là Toyota Avanza đời 2019. Đây. Đấy, màu trắng cực kỳ đẹp, 57.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng luôn. Để em cho các bác xem cái này này. Đây này, người chủ này rất là cẩn thận, khi mà mỗi lần vào bảo dưỡng ấy thì anh ấy đều giữ nguyên như thế này. Có nhiều xe ấy, người ta chỉ giữ một cái gần đây nhất thôi, còn xe này thì anh chủ giữ đầy đủ hết luôn. Đấy, quý anh chị cứ yên tâm nha, 57.000 thôi, đời 2019. Như vậy thì có thể khẳng định rằng đây không phải là một chiếc xe chạy dịch vụ, cũng là máy 1.5 và cũng sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Và chiếc xe này thì nhà Tùng Bách Thái Nguyên chào bán với mức giá 420 triệu đồng. Đây, xe này cũng rất là đẹp này, rất là nhiều người ưa chuộng và thích. Đây là Mitsubishi Xpander Cross đời 2021, 55.000 km, được chào bán với mức giá 560 triệu đồng quý anh chị nha. Xe thì zin, cam kết luôn cho anh chị từ máy số, động cơ cho đến kính và keo chỉ. Cái này thì thật ra là ngoài việc salon cam kết trên văn bản, khi đến với salon em thì các anh chị có thể đưa xe đi check, hoặc nếu như mà mình
muốn khách quan hơn về địa phương của mình, trách để gọi là cho một cái gì đấy công tâm và yên tâm nhất. Thì khi mà anh chị lấy xe về, nếu mà trách ra sai kết quả, salon em sẽ hoàn lại tiền 100% và chịu mọi chi phí phát sinh, kể cả là chi phí vào tên vào biển hay là chi phí làm ngân hàng. Cái này là uy tín của salon Tùng Bách rồi nên anh chị cũng yên tâm nha. Còn ở bên đây thì em đang có một mẫu xe. Tí nữa thì ngã. Mẫu xe này là Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium, sản xuất năm 2021. Đây là cái bản cao cấp nhất của Kia Cerato rồi. Xe thì lăn bánh 3.000.000 km và em Huyền chào bán cho quý anh chị với mức giá 535 triệu đồng. Rất là hợp lý đúng không ạ? Mời anh chị đi vào phía trong này nha. Trong này em vẫn đang có vài chiếc xe nữa cần giới thiệu đến anh chị ạ. Mazda 6. Đấy, xe thuộc phân khúc hạng D đấy, bản 2.5 cao cấp nhất đời 2016, nhưng mà giá bán chỉ có 440 triệu đồng thôi. Xe thì cực kỳ đẹp, màu nâu này thì sạch, sáng và đặc biệt lại không bị tối quá. Màu này là siêu sạch đấy, nếu như mà trên phần thân xe mà có xước sát nhẹ như nào là các anh chị nhìn rất là khó, gần như là không lộ đâu. Màu này thì em nghĩ là cái màu mà kiểu như là màu nó gần như là sạch và ok nhất đấy. Nếu mà màu đen thì lại hơi tối quá. Dáng xe hạng D thì lúc nào cũng trường và đi mắt Mazda 6 sướng như thế nào thì chắc cũng không cần em Huyền giới thiệu nữa đâu đúng không ạ? Và 440 triệu đồng quý anh chị nha. Còn bên đây thì là một chiếc Kia Cerato nữa, cũng đời 2021, nhưng mà giá bán của nhà Tùng Bách Thái Nguyên chỉ có 450 triệu đồng thôi. Tại vì chiếc xe này sản xuất 21 nhưng mà nó là số sàn 1.6MT, lăn bánh có 2.000.000 km thôi. Hạng xe thì Kia Cerato mặc dù là số sàn nhá, nhưng mà trên vô lăng hay là trong nội thất vẫn trang bị đầy đủ những cái option gọi là thoải mái để cho các bác có thể sử dụng. Xe này thì nếu như bác nào mà chưa có đủ tiền để mua số tự động hoặc là không muốn làm ngân hàng thì em nghĩ là các bác lựa chiếc này vì được đời cao 2021, lại còn là form mới nữa. Hyundai Accent này, phân khúc hạng B nhưng mà tiệm cận với hạng C luôn. Máy 1.4, thiết kế thì trẻ trung, rất là nhiều, gọi là trẻ trung hơn rất là nhiều những chiếc xe khác trong phân khúc. Xe này thì lăn bánh có 1.800.000 km thôi, sản xuất năm 2022 và là phiên bản AT, số tự động bản tiêu chuẩn. Có một bản cao cấp hơn nữa thì có cửa sổ trời là bản ATH. Và chiếc xe này thì em chào bán cho mình với mức giá là 445 triệu đồng nhá. Gia đình hay dịch vụ đều quá là ok đúng không ạ? Tại vì giá tiền hạng B nhưng mà cái không gian sử dụng, cái chiều dài trục cơ sở thì gần như là hạng C rồi. Đây, còn nếu như mà muốn hạng C chuẩn mà cũng yêu thích cái màu vàng cát thì anh chị đừng bỏ qua chiếc Kia Cerato bản 2.0 đời 2018 này. Xe lăn bánh hơn 7.000.000 km, có trang bị cửa sổ trời, có ghế chỉnh điện và có cả chế độ nhớ ghế. Rất là nhiều option tiện lợi và hiện đại đúng không ạ? Và chiếc xe này em chào bán với mức giá 430 triệu đồng. Đây là cái giá mà salon ô tô Tùng Bách đưa ra mong muốn thôi. Nếu anh chị thiện chí thì đừng quên gọi điện cho Tùng Bách Thái Nguyên theo số điện thoại đã ghi ở dưới góc màn hình để em tư vấn cụ thể hơn và có thể báo cho các bác một chiếc giá gọi là yêu thương nhất nha. Đây, chiếc xe này mới gọi là chiếc xe được lời nhất của các bác này. Suzuki Ciaz đời 2022, lăn bánh 8.000 km, mới như trong hãng. Bây giờ mua mới thì rơi vào 570 triệu đồng biển tỉnh và 590 triệu đồng biển thành phố. Em vừa mới hỏi xong, nhưng hiện tại chỉ sau đúng 1 năm thôi và mới đi đúng 8.000 cây thôi. Nhà Tùng Bách Thái Nguyên sẽ chào bán sản phẩm này là 420 triệu đồng, quá là hời đúng không ạ? Với những chiếc xe thuộc thương hiệu Suzuki của Nhật Bản ấy thì các bác cũng biết rồi đấy, máy bền, máy tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là tất cả những cái chi tiết gia công cơ khí thì vô cùng là hoàn hảo, gần như là nhất ở thị trường rồi. Và chiếc xe này thì giá lại còn hợp lý, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B, thiết kế cũng quá là ok đúng không ạ? 420 triệu đồng nha. Mazda 2, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B nữa, nhỏ gọn, xinh xắn, tiết kiệm nhiên liệu, một thương hiệu khá là nổi tiếng ở Việt Nam với những chiếc xe như Mazda 3, Mazda 6 hay CX-5. Mazda 2 thì là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B. Xe này nhà em thì là bản AT, sản xuất năm 2021, được chào bán với mức giá 390 triệu đồng. 3 năm sử dụng rồi nhưng xe mới lăn bánh có 2.700.000 km, là anh chị có thể tưởng tượng được rằng nội thất bên trong xe hay tất cả những chi tiết ở bên ngoài ngay ngắn, tươi xe và đẹp như thế nào đúng không ạ? Máy thì zin, cái đấy là chắc chắn rồi. 390 triệu đồng thôi nha.
Bên đây là một chiếc xe thuộc thương hiệu Mazda nữa, nhưng mà phân khúc hạng C, Mazda 3, đời 2017, 56.000 km, cam kết chuẩn zin cho các bác luôn. Các bác cứ yên tâm nha. Và chiếc xe này em chào bán cho mình với mức giá 410 triệu đồng, hợp lý cực kỳ đúng không ạ? Và đây, cuối cùng sẽ là một chiếc xe có dáng vô cùng độc lạ, nhưng mà đi thì cực kỳ thích. Nissan thì thực sự ở Việt Nam có một cái điểm yếu, đấy là không thấy làm thị trường gì mấy. Kể cả như những chiếc xe bây giờ của Nissan như là Almera này, LA chạy thì tiết kiệm nhiên liệu mà quá là ok, rộng rãi, giá thành hợp lý, nhưng người ta không làm thị trường. Người dân tự đi và cảm nhận thôi, tại vì chất lượng quá là tốt, khẳng định luôn đấy ạ. Chiếc xe này của nhà em với cái dáng gọi là nổi trội vô cùng khi đi ở trên đường, Nissan Juke, đời 2013, lăn bánh lần đầu 2014, loanh quanh 10 vạn km, được chào bán với mức giá 430 triệu đồng nha. Salon em thì sẽ hỗ trợ trả góp trên toàn miền Bắc và nhận vận chuyển xe trên toàn quốc. Nếu yêu thương Salon ô tô Tùng Bách và em Huyền thì nhớ cho em xin một like, một comment, cũng như là nhớ đón xem video của em vào lúc 18:45 hàng ngày nhá. À không, đúng không? 18:45 phút hàng ngày quý anh chị ạ, hoặc là 6:45 phút buổi tối đấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video ngày mai ạ.